Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ sáng nay dao động từ 19 đến 21 độ C. Và đây có thể gọi là mức nhiệt lạnh nhất từ đầu năm đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm ngày 5 tháng 12 dao động từ 19 đến 21 độ. Người dân tại phường 6, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã phải đốt lửa sưởi ấm vào lúc 4 giờ sáng nay. Nhiều hàng quán đã mở cửa muộn hơn so với những ngày trước. Và tiểu thương cho rằng trời lạnh nên khách sẽ đến quán muộn hơn bình thường. Đến 7 giờ 30 phút trời vẫn khá lạnh. Người đi xe máy trên đường phố mặc ấm hơn, di chuyển chậm hơn. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân chính khiến Nam Bộ giảm nhiệt là do khối không khí lạnh hoạt động mạnh, khuếch tán sâu xuống phía Nam. Dự báo thời tiết lạnh duy trì từ đầu tháng 12 đến ngày Giáng sinh.